Thiện thiện đúng vậy, vì các việc hí luận diệt trừ vĩnh viễn. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không chấp trước kiêu mạn Ba La Mật Đa sao? Thiện thiện đúng vậy, vì phá hoại tất cả việc chấp trước kiêu mạn. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không động chuyển Ba La Mật Đa sao? Thiện thiện đúng vậy, vì pháp giới an trụ. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là xa lìa nhiễm trước Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì ngộ tất cả pháp chẳng hư vọng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không phát sanh đồng loại Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì không phân biệt với tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là tịch tĩnh Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì vô sở đắc đối với các pháp tướng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không tham sân si Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì tất cả tam độc đều diệt trừ. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không phiền não Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì xa lìa sự phân biệt. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là xa lìa hữu tình Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì thấu đạt các hữu tình là vô sở hữu. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không đoạn hoại Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì tất cả pháp này phát khởi bình đẳng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không nhị biên Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì xa lìa nhị biên. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không tạp hoại Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì tất cả pháp không tạp hoại. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không chấp trước Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì vượt qua địa vị thanh văn độc giác. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không phân biệt Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì tất cả sự phân biệt bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không phân đường Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì sự phân hạn các pháp bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là như hư không Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì đối với tất cả pháp không trở ngại. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là vô thường khổ vô ngã Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì tất cả pháp hoại diệt bức bách không chấp trước. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là không vô tưởng vô nguyện Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì các pháp đạt được hoàn toàn vô sở hữu, xa lìa các tướng không thể nguyện. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì pháp chỗ biết không bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì biết thân thọ tâm pháp đều bất khả đắc, rộng nói cho đến vượt các pháp thanh văn độc giác. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là Như Lai Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, có thể như thật thuyết tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là tự nhiên Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì đối với tất cả pháp chuyển động tự tại. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm là chánh đẳng giác Ba La Mật Đa sao? Thiện hiện đúng vậy, vì đối với tất cả pháp có thể tất cả tướng chánh đẳng giác. Hết quyển thứ 507.